đơn giản là để phân biệt các bạn Trang với nhau thì cô giáo có gọi là Trang Pháp, Trang Bỉ, Trang Thụy Sĩ gì đó. Khi mà bắt đầu một công việc mới, thường Trang thích làm cái việc đó ở một cái nơi mới. Cái người viết nhạc thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới những cái bài hát của họ. Trang dành cái album đầu tiên cho cái tôi và cái album thứ hai cho cái sự thay đổi. Thì cái bài hát Chocolate nó là một cái sự thay đổi rất hợp lý để mình có thể chuyển tiếp từ cái album đầu tiên sang cái album thứ hai. Cái sáng tác khi mà mình đặt nó quá cao siêu thì nó không có còn thật nữa. Những cái gì nó gần gũi nhất, những cái gì nó tôi nhất thì nó sẽ là cái mà đến với khán giả nhanh nhất. Vừa được xem lại một bài hát rất là dễ thương, rất là vui nhộn, có tên là Chocolate của Trang Pháp. Và giống như các bạn còn nhớ thì ở tập 1 thì Trang Pháp đã chia sẻ rất là nhiều về con đường dẫn đến âm nhạc của cô ấy. Với tập 2 thì chúng ta sẽ được lắng nghe cô ta chia sẻ về gu thời trang, về cuộc sống ở Sài Gòn, có những khó khăn gì và sự cô đơn như thế nào. Và ngay bây giờ, không để mất thời gian của các bạn nữa, xin mời các bạn cùng đến với Trang Pháp. Trang Pháp xin được một lần nữa gửi lời chào tới tất cả các khán giả của Lick Plus. Và ngày hôm nay thì rất vui lại có dịp được quay lại một lần nữa để chia sẻ tiếp với các quý vị và khán giả những suy nghĩ của Trang. Bởi vì có lẽ là một tập sẽ là không đủ để Trang có thể chia sẻ hết những cái tâm tư của mình. Và xin chào Yumi nữa. Từ hồi trước khi mà Trang chuẩn bị vào Sài Gòn và lúc mà Trang còn ở Hà Nội thì có ai giúp đỡ Trang trong cái việc là chọn trang phục để chụp hình hay là để đi ra phố không? Trang chưa làm việc một cách riêng lẻ với bất kỳ một nhà thiết kế nào, mà thường là Trang đi tới rất là nhiều những nhà thiết kế khác nhau và thậm chí là theo đuổi những cái gu khác nhau tùy theo lứa tuổi. Chẳng hạn thì khi mà còn teen thì các bạn cũng chắc bạn teen nào thì cũng sẽ có một cái nơ hoặc là những cái bộ trang phục nó sặc sỡ hơn một chút. Tới lúc mà mình lớn hơn thì có thể cái gu của mình nó thay đổi hơn chút xíu. Thì cho tới thời điểm hiện tại thì thường Trang vẫn tự lựa chọn những cái trang phục của mình nhiều hơn. Trang phải ốc đá thời trang như thế nào? Tại vì My thấy là nếu như mà các bạn mà từ một cái lĩnh vực khác, giống như là từ diễn viên đi, họ chuyển sang ca hát hay là sang người mẫu chẳng hạn, thì họ cần phải có một cái sự thay đổi rõ rệt để khán giả có nhìn thấy, có thể thấy được là à, đây không có phải là cô diễn viên đi hát, hay là đây là một cô người mẫu chứ không phải là ca sĩ, ví dụ như vậy. Cái đó cũng là một cái trăn trở rất là lớn của Trang. Và một ca sĩ, nhạc sĩ thì cái hình ảnh của họ càng giống họ bao nhiêu nó sẽ càng tốt bấy nhiêu. Thì Trang cũng không muốn rằng mình quá chú trọng vào việc phải thay đổi, phải mặc như là một người khác, mà có lẽ là mặc giống như là chính Trang, mặc những cái gì Trang thích thì nó sẽ đúng với những cái ca khúc của Trang viết chẳng hạn, đúng với cái hình ảnh là singer-songwriter của Trang hơn. Nhưng mà Trang đừng quên đó là bởi vì ngày trước á, Trang xuất thân là được mọi người ưu ái gọi với một cái tên là Hot Girl, rồi diễn viên trong những cái phim teen thì lúc đó là được các bạn teen rất là quan tâm, đúng không? Mà teen á, thì nhắc đến họ thì phải nhắc đến là những cái xu hướng phải được update liên tục. Như vậy Trang có nghĩ là cũng có một cái số là ý kiến cho rằng là bạn đó thì teen, không teen, hot girls thì cũng không phải là còn nhỏ lắm và cũng mặc đồ chưa có phải nó nói là già lắm. Như vậy nó cứ bị giữa giữa ở những cái phong cách. Trang có bao giờ bị nhận xét là như vậy chưa? Về những cái nhận xét về thời trang thì có lẽ rằng Trang sẽ tiếp thu nó chậm hơn những cái lời nhận xét về âm nhạc, có lẽ là như vậy. Thì cho tới thời điểm hiện tại thì Trang cũng thỉnh thoảng nghe bạn bè nói thôi là em cũng chưa thành người lớn mà em cũng không phải trẻ con nữa. Thì nó có một cái lứa tuổi như đúng vậy rồi. Và có rất là nhiều người nằm trong cái vùng đó. Và Trang nghĩ rằng sẽ có một cái
xu hướng thời trang dành cho những người nằm trong cái độ tuổi đó. Thì đối với Trang, Trang không muốn mình già quá, cũng không muốn mình tin quá, vậy thì cứ ở đúng cái tuổi của mình đi. Còn update về những cái xu hướng thời trang thì có lẽ các bạn trẻ thì sẽ lên internet này, đọc các thông tin này. Còn Trang thì Trang hay đọc báo giấy nhiều hơn, và tới tận bây giờ vẫn nhận những cái tờ báo đó ship về tận nhà, và có thời gian thì Trang sẽ ngồi đọc những cái tờ báo đó rất nhiều. Tuy vậy thì đương nhiên mình không phải là một stylist hay là một nhà thiết kế, cho nên những cái gì thuộc về chuyên môn của một người khác thì Trang sẽ dành cái chuyên môn đấy cho những người có những cái sự hiểu biết hơn về cái vấn đề đó. Công việc của ai thì hãy để họ làm cái công việc họ làm tốt nhất. Đúng rồi. Ai là cái người đã make up cho Trang mỗi lần mà Trang xuất hiện hay là chụp bìa album chẳng hạn? Khi mà chụp những cái bìa của album thì đợt đó Trang có làm cái album của mình ở bên Đức, và có một người make up người Hà Lan make up cho Trang thì nó cũng là một cái sự khác biệt. Tuy vậy thì mình chụp hình ở trong tuyết thì mình mới make up được vài ba giây thôi là tuyết vô là cái make up của mình nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Trang là một người khá là bảo thủ và rất là sợ cái sự thay đổi. Đã có một thời gian rất là lâu mà Trang trung thành với một kiểu tóc, trung thành với một kiểu make up chẳng hạn. Thì cho tới bây giờ thì có lẽ mình cũng thay đổi dần dần đi. Và ngoài cái việc để khán giả quen dần với hình ảnh của mình thì bản thân mình cũng phải quen dần với cái hình ảnh khác của mình nữa. Nhưng mà còn với cái thời trang hàng ngày của Trang thì như thế nào? Bản thân Trang rất là thích những cái bộ đồ nó càng đơn giản càng tốt. Trong hàng ngày thì Trang thích nhất là có thể mặc được áo crop top hoặc là áo thể thao bình thường cộng với quần legging. Đấy là cái trang phục yêu thích của Trang, và Trang thường là màu đen hoặc những cái màu đơn giản là những cái màu mà Trang thích nhất. Và trước đây cũng vậy luôn hả? Lúc mà Trang còn sống ở bên Pháp. Khi mà ở bên đó thì Trang còn rất là nhỏ và còn đi học nữa thì cái chuyện quần áo nó rất là đơn giản. Mình cũng thích những cái style mới. Ví dụ khi đó có một cái trend là mang bốt và bỏ quần vào bốt thì đương nhiên mình cũng thích. Nhưng mà về tới Việt Nam thì có lẽ trong chút thì kiểu là tới đúng cái tuổi mà con gái mà tới đúng cái tuổi đó thì mình sẽ để ý hơn tới cái vẻ ngoài của mình. Và trong suốt khoảng thời gian mà Trang sống ở Pháp đó thì khoảng 10 năm á, khi mà Trang về lại Việt Nam á thì Trang có bị ảnh hưởng những cái văn hóa từ lúc mà Trang sống ở bên kia không? Nếu nói là không thì có lẽ cũng không đúng, bởi vì Trang nghĩ rằng bất kỳ ai sống ở một nơi nào thì cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều về cái văn hóa nơi đó. Trang nghĩ mọi người cũng biết rằng Việt Nam cũng có những cái sự tương đồng nhất định với Pháp. Như Yumi thấy là Trang nói tiếng Việt hoàn toàn không có bị một chút thay đổi nào cả. Và nếu chỉ có những cái thay đổi thì cũng chỉ là những cái rất là nhỏ thôi. Ví dụ như là đương nhiên về Việt Nam chúng ta là phương Đông, không thể nào có những cái sự thoải mái nhất định như là khi mà ở bên nước ngoài. Và đó là cái mà mình phải thích nghi thay đổi. Còn lại thì Trang vẫn rất là đủ cái Việt Nam để có thể hòa nhập một cách không có cái sự khó khăn nào hết vào cái văn hóa của Việt Nam. Và khi mà Trang quyết định về Việt Nam đó thì gia đình, bố mẹ cũng hồi trước cũng không có thích khi mà cho Trang bước tới chân vào nghệ thuật, đúng không? Vậy thì họ đã nói gì và họ có phải là người dễ tính không khi mà Trang dễ thuyết phục như vậy? Thực ra bố mẹ Trang không phải là những người dễ tính mà cũng không phải là những người khó tính đâu. Trên cả gia đình, kể cả ông bà, cô dì, chú bác trong gia đình cũng không có một ai đã từng làm một nghề gì liên quan đôi chút từ nghệ thuật cũng không có. Chính vì vậy rất khó để mà có thể giải thích được cho bất kỳ ai cái con đường của Trang đi, bởi vì rõ ràng những người ở ngoài nhìn vào thì nghệ thuật là một cái con đường rất là chông gai. Từ bé tới giờ thì Trang luôn luôn làm theo những cái quyết định của bố mẹ. Từ cái việc đi sang Pháp, từ cái việc quay trở về Việt Nam, Trang cũng quay về, bởi vì mẹ Trang kết thúc công việc ở bên đó. Và một lần nữa khi bố mẹ lại đi thì lúc đó là cái lúc mà Trang nghĩ tới cái quyết định của bản thân mình, và Trang quyết định Trang sẽ không đi nữa. Tuy vậy thì sống trong một cái khoảng thời gian dài như vậy, dưới cái sự bao bọc, dưới những cái quyết định của bố mẹ thì Trang biết ơn về cái điều đó, vì những cái điều đó nó làm nên cái con người Trang bây giờ. Và để mà thuyết phục được bố mẹ cho Trang lần đầu tiên trong đời đi theo cái quyết định của bản thân mình thì Trang cũng nói rằng bố mẹ dạy con phải có những cái quyết định của riêng con, thì đây là cái lúc mà con làm cái điều đó đây. Bố mẹ Trang cũng phản đối gay gắt lắm, nên vì là Trang nghĩ là bố mẹ thương con rất là nhiều, cho nên là cũng biết là có lẽ nếu như mà có ngăn cản cũng không được, nên thôi cứ để cho mình làm tới khi mà
thỏa mãn với cái đam mê của mình, hoặc thậm chí là nhận ra đó có thể là một con đường đúng, một con đường sai, thì cái đó chỉ có thời gian mới có thể trả lời được thôi. Và bố mẹ đã dành cho Trang cái thời gian để Trang có thể tự trả lời được cho bản thân mình. Sẵn tiện mà khi mà nghe Trang nói là hồi nhỏ tới lớn á, Trang sống thì có một cái sự bảo bọc của gia đình, vậy thì khi mà bạn nam tiến, bạn vào trong đây thì bạn có cảm thấy sự khác biệt, giống như là mình phải sống cuộc sống của mình, mọi thứ ở Sài Gòn đều rất là khó khăn, thậm chí nếu như mình đã có một cái tài chính vững mạnh thì đôi khi cái sự cô đơn và phải nhớ về những cái lúc mình được bảo bọc nó vẫn có. Vậy thì Trang phải làm sao trong cái khoảng thời gian mới vào Sài Gòn? Cho tới tận bây giờ thì Trang vẫn đang trong quá trình là mình thích nghi với cái cuộc sống đó, bởi vì không phải một sớm một chiều mà mình từ một người con trong gia đình mình trở thành một người phụ nữ hoàn toàn độc lập được. Khi mà mình đưa ra một cái quyết định mà không có một cái sự ủng hộ của ai thì gặp những cái khó khăn mình cũng sẽ không dám quay ngược trở lại và chia sẻ những cái khó khăn đó. Cái khoảng thời gian khó khăn nhất có lẽ là những cái tháng đầu, đêm nào cũng ngủ không được, sợ ma, những cái rất là nhỏ nhặt thôi. Từ những cái nhỏ đó nó làm cho mình khi mà có một cái nền móng vững chắc thì mình sẽ làm những công việc khác nó dễ dàng hơn. Cái nền móng nó không vững chắc thì chỉ một cái câu chuyện nhỏ nó làm cho mình cục ngã rất là nhanh. Thì đó là cái khoảng thời gian đầu mà Trang trải qua. Thì cho tới bây giờ mình cũng nghĩ là mình lớn lên rất nhiều, nhưng mà mình chưa lớn đủ và chắc vẫn sẽ còn phải gục ngã nhiều lần nữa để có thể lớn hơn một chút nữa. Đúng rồi, những lúc đó thì chắc chắn là mình cần những lời động viên hoặc là những cái lời thách thức, chứ không phải là những cái lời đã bảo rồi thì phải chấp nhận thôi, hay là những cái câu mà làm cho mình bị nản chí á. Trong những cái lúc mà mình quá buồn như vậy á, thì hồi nãy My có nhớ là Trang hay nói là những lúc Trang buồn thì Trang hay viết nhạc. Có phải là bởi vì cái khoảng thời gian Trang ở Sài Gòn nó làm cho mình có nhiều cái cảm xúc hơn thì Trang có thể viết được nhiều nhạc hơn không? Đó cũng là một phần đúng trong cái con đường âm nhạc của Trang. Không phải là bởi vì Trang muốn cố để buồn để phải viết nhạc đâu, mà những cái giây phút đó nó càng tự nhiên bao nhiêu thì cái nhạc của mình nó càng thật bấy nhiêu. Những lúc buồn nó làm cho mình có cái cảm hứng rất là nhiều để có thể viết nhạc. Và lý do vì sao mà những cái album trước đây của Trang nó cũng khá là có một cái không khí ảm đạm gì đó cũng bởi vì là Trang dành những cái thời điểm mà mình buồn nhất để viết những cái ca khúc. Còn tới bây giờ thì Trang học được cách tiết chế một chút, có thể những cái lúc mình vui mình cũng truyền tải nó vào trong những cái bài hát của mình, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái cách sống của Trang. Khi mà mình buồn nhiều quá thì mình nghĩ cái cuộc sống nó hơi tiêu cực một chút, thì bây giờ mình tìm được cái cách để mình nhìn nó tích cực hơn, thì đó cũng là một cái điều mà Trang học được trong cái khoảng thời gian ở đây. Bởi vì có nhiều lúc rất là tủi thân khi mà ví dụ đến phòng thu chẳng hạn, thì thấy có những bạn đến thu cũng ở cái tuổi của mình thôi, có bố mẹ dẫn tới và giống như là rất là ủng hộ con vậy á. Là mình không có được cái đó thì nó làm cho mình cảm thấy còn cái sự tủi thân nhất định. Và mình học cái cách vượt qua những cái đó thì đó là cái lúc mà Trang nghĩ là Trang lớn lên được nhiều nhất. Hồi nãy giờ thì My cũng đang muốn hỏi đến, thật sự là khó khăn khi mà mình cần có một cái chỗ dựa, mà cái chỗ dựa vững chắc của mình là gia đình, bởi vì từ hồi bé đến lớn đó là cái nơi vững chắc nhất rồi. Nhưng mà bây giờ mỗi lúc mà mình nhớ bố mẹ, hoặc là mỗi lúc mà mình chỉ muốn nói với bố mẹ là con ổn và con đang thực hiện những cái ý ước muốn của con, vậy thì lúc mà bạn nhấc điện thoại lên, bạn gọi cho bố mẹ thì cái cách để bạn nói chuyện với bố mẹ là như thế nào? Bố mẹ Trang thì thường là cứ đều đặn một tuần tới cuối tuần là gọi điện cho Trang một lần, và thường là những cái câu chuyện nó lặp lại rất là giống nhau. Mẹ sẽ hỏi là cái tuần vừa rồi con ăn uống như thế nào, và có một điều mẹ luôn nhắc là con đi cẩn thận không ngã cầu thang bởi vì ngày bé Trang ngã cầu thang rất là nhiều. Và mỗi một tuần chỉ nói chuyện với bố mẹ khoảng một lần thôi, thì Trang không muốn đem những cái chuyện để bố mẹ phải lo lắng ra, để mà cũng không muốn, có lẽ là Trang cũng quen với cái việc đó rồi, cho nên là những cái gì mà khó khăn thì có lẽ là mình giữ cho bản thân mình, còn những cái gì mà vui vẻ thì chia sẻ với bố mẹ để cho bố mẹ đỡ lo. Cho mình hỏi một chút xíu về
cái cảm xúc khi mà viết những cái ca khúc của Trang? Đa số những cái ca khúc mà được các bạn yêu thích đó, thì nó toàn là buồn buồn không à. Rồi những bài ballad là những bài mà có tiết tấu nó hiện đại, nhưng mà nó chung chung quy thì nó vẫn là ý nghĩa rất là buồn. Ví dụ như là những cái bài trong nhạc phim chẳng hạn đó. Không biết là khi mà Trang sáng tác những cái bài hát như vậy, dĩ nhiên là đó là cảm xúc thật của mình, bây giờ lúc mà nghe lại thì có nhớ lại cái hoàn cảnh lúc đó không? Rồi thực sự là lúc đó mình buồn thiệt, mình viết ra như vậy mình có đỡ hơn được một chút nào không? Chắc chắn là có rồi, vì khi mà viết nhạc thì nó giống như đổ thêm dầu vào lửa vậy. Khi mình đã buồn, mình viết một cái bài hát buồn, mình hát lên thì có nhiều lúc mà Trang cái lễ nghe nó cũng trẻ con lắm, là vừa đánh đàn mình vừa khóc tu tu vậy á. Vì cảm thấy là nó thậm chí nó còn buồn hơn. Nhưng mà sau khi mà xong cái bài hát đó thì nó lại nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Giống như một cái con đường mà nó được dội một cái cơn mưa xuống và nó láng sạch. Thì cái bài hát của mình nó giống là như vậy. Nhưng mà khi mà khán giả nghe những bài hát của Trang thì Trang chỉ mong sao là khán giả cảm nhận được cái phần nào, cái cảm xúc của mình lúc đó, thì đó là cái thành công, có lẽ là cái thành công mà Trang không có thể đòi hỏi gì hơn của một cái bài hát của mình. Những cái tình cảm ở trong cái bài hát đó đó, thì bây giờ nó đã có thể làm ra một bài hát đáng yêu hơn, tốt đẹp hơn, hay là một happy ending chưa? Hay là bây giờ nó vẫn là những bài hát buồn tiếp nối như vậy? Ý của My đang muốn hỏi tới tình cảm hiện tại của Trang. Thực chất thì những cái bài hát của Trang nó mang tính riêng tư rất là nhiều. Cho tới thời điểm hiện tại thì Trang biết tiết chế nhiều hơn để có thể thay vì là mình chỉ nhìn thấy những cái nỗi buồn trong cái câu chuyện của mình, thì mình nhìn thấy những cái niềm vui nữa và gửi gắm những cái niềm vui đối với những cái bài hát của mình. Lý do vì sao mà chúng ta nghe cái bài hát Chocolate ở cái phần đầu cũng là như vậy. Thì trong cái thời gian sắp tới thì chắc chắn là Trang sẽ có những cái ca khúc vui hơn, nó tươi sáng hơn một chút, để khán giả có thể nhìn thấy một cái cách tổng thể hơn cái con người của Trang, cái cuộc sống của Trang, không chỉ là một cô gái suốt ngày buồn và ủ rũ vậy đâu. Như vậy thì mới nghĩ là Trang phải nên cảm ơn cái talk show ngày hôm nay. Bởi vì nhờ cái talk show ngày hôm nay thì các bạn khán giả một phần nào đó cũng hiểu được là những cái bài hát tươi vui sắp tới của Trang đó là bởi vì mình thay đổi, mình nhìn cái câu chuyện nó khác đi, về một cái hướng khác đi, chứ không phải là mình có một cuộc tình mới. Mình bắt đầu viết mọi thứ về một cuộc tình mới, đúng không? Cái gì mới bắt đầu thì nó cũng rất là tươi vui. Hiện tại thì cái cuộc sống của Trang ở Sài Gòn á, Trang có cảm thấy là nó tốt hơn chưa? Và Trang có nghĩ là mình sẽ giữ nguyên cái cảm xúc này để sống tiếp những cái năm còn lại ở đây? Tại vì theo như My thấy thì khá là khó khăn á, với một người ăn uống cũng khác nữa, đúng không? Rồi bạn bè mình cũng không có nữa. Bản thân mỗi con người thì khi mà mình giở lại những bức ảnh của mình một năm trước, mình đã thấy cái sự khác biệt rồi. Mình đọc lại những cái tin nhắn của mình một năm trước, có lẽ là có khi mình cũng nói chuyện khác rồi, huống chi là nói về cả một cái khoảng thời gian lớn như vậy. Theo Trang thì cái giai đoạn từ khoảng 15 tới 25 tuổi là cái thời điểm mà con người hình thành tính cách nhiều nhất và có những cái sự thay đổi nhiều nhất. Thì Trang không muốn gò ép mình vào một cái giới hạn nào đó. Lúc đầu thì có lẽ cũng gặp những cái sự khó khăn thì mình hơi gồng mình một chút và có một chút chịu đựng ở trong đó. Nhưng mà tới bây giờ thì Trang nghĩ rằng tính chính những cái điều đó nó làm cho mình lớn lên, nó làm cho mình suy nghĩ nhiều hơn, mình sống thực với mình hơn, và nếu có những cái khó khăn tới thì mình sẽ chấp nhận vượt qua nó hơn là mình tự gồng mình và mình tự o ép, tự bảo vệ bản thân mình với những cái sự giúp đỡ của những người xung quanh. Thì đó có lẽ là cái điều nhiều nhất mà Trang học được trong cái khoảng thời gian ở đây, là làm sao để cho mình tìm chính cái bản thân mình, biết rằng mình là con người như thế nào, biết được rằng cái sự chịu đựng của mình tới đâu và mình sẽ làm gì trong những cái lúc mà những cái sự khó khăn nhất nó đến với mình. Sẵn tiện thì chương trình của chúng ta đó được phát trên một cái kênh mà phải nói là kênh có rất là nhiều chương trình thể thao, rồi có rất là nhiều cánh mày râu đang xem chúng ta đang ngồi nói chuyện nữa. Vậy thì cho Yumi hỏi một chút xíu về hình mẫu đàn ông lý tưởng của Trang. Cho tới tận bây giờ thì Trang vẫn quan trọng nhất là một người phải trung thủy và yêu mình, có lẽ như vậy là đủ rồi. Còn người đó như thế nào, làm ở đâu, hình dung là sao thì có lẽ là bản thân mình cũng không thể nào mà nói trước được, cho nên Trang sẽ dành những cái chuyện riêng tư hơn để
gửi gắm qua những cái bài hát của mình chẳng hạn, thì có lẽ quý vị khán giả sẽ tìm được cái câu hỏi trong đó dễ hơn là Trang có thể trả lời ngay ở đây một cách thẳng thắn. Rồi, vậy thì chúng ta nên tạm kết thúc mở một chút xíu và dẫn dắt vào bài hát tiếp theo, và chính là món quà mà Trang dành tặng cho tất cả các bạn khán giả. Đó chính là một bài hát nằm trong bộ phim Scandals. Không biết là bài hát này thì có cái điều gì đặc biệt để mà Trang có thể chia sẻ ngay bây giờ không? Cái bài hát này Trang viết trong trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Bình thường thì Trang sẽ dành một cái thời gian rất dài cho từng cái ca khúc của mình. Tuy vậy thì cái bài hát này nó giống như là mình ngồi xuống đàn và tự nó thành một cái giai điệu của một cái bài hát vậy. Thì Trang cũng không biết diễn tả như thế nào nữa. Có lẽ là xin mời tất cả quý vị khán giả cùng lắng nghe. Khi người tới
thật thì My khá là bất ngờ một chút với một cô gái có nhiều tài, vừa hát rồi vừa sáng tác, có thể đóng phim và còn biết đàn rất là hay nữa. Hy vọng rằng là ở tập 3 của chương trình thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau và nói một vấn đề rất là hot, rất là hay, đó chính là Scandal. Ôi, Trang không thích chủ đề này lắm. Nhưng mà đó là chủ đề bắt buộc rồi. Trang được quyền trợ giúp là gọi điện thoại cho người yêu. Còn nếu mà không có người yêu thì gọi sang cho bố mẹ hỏi là bây giờ con phải trả lời như thế nào. Còn nếu như mà không được nữa đó thì chương trình sẽ dành cho bạn double câu hỏi. Như vậy sẽ càng dễ lộ hơn. Vậy thì trước khi chia tay với các bạn khán giả thì Trang còn muốn nói điều gì không? Có lẽ là để chia sẻ với cả quý vị khán giả sẽ còn cần rất nhiều thời gian nữa. Còn tập 2 của chúng ta thì có lẽ hôm nay đã hết thời gian rồi và rất mong sẽ được gặp lại tất cả quý vị và khán giả trong tập 3 của chương trình để có thể nghe tiếp những câu chuyện của Trang nhé. Còn bây giờ thì các bạn thân mến, chúng ta phải chào tạm biệt nhau rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn cùng với Trang Pháp ở tập 3 của chương trình với chủ đề là Scandal. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại cùng Music Plus với MC Trung Hiếu ạ.